Siêu bão số 3 đang di chuyển nhanh hơn so với ngày hôm qua và hiện vẫn giữ cường độ cấp 16, giật trên cấp 17. Lúc 4 giờ sáng nay, vị trí tâm của siêu bão ở cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 200 km về phía đông, đông nam. Dự báo trong 24 giờ tới, bão đi theo hướng Tây, Tây Bắc, tốc độ từ 15 đến 20 km/h và đi vào Bắc Vịnh Bắc Bộ. Đến 4 giờ sáng mai, tâm bão ở cách Quảng Ninh khoảng 160 km về phía đông, đông nam, cường độ cấp 13 đến 14, giật cấp 17. Sau đó chiều mai, bão có thể đi vào đất liền Bắc Bộ. Cảnh báo từ đêm nay đến sáng mai, hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn, gió mạnh ở đất liền khu vực Bắc Bộ. Để ứng phó với cơn bão số 3 này, đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu thuyền, từ ngày hôm nay, nhiều địa phương đã thực hiện lệnh cấm biển. Cụ thể, các tỉnh Thái Bình, Nghệ An đã cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 5 giờ sáng nay. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu, đảm bảo an toàn trước 16 giờ ngày hôm nay. Tỉnh Nam Định cấm các phương tiện ra khơi, các hoạt động vui chơi trên biển, tắm biển từ 6 giờ sáng nay cho đến khi có tin bão cuối cùng. Còn tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Thanh Hóa yêu cầu thực hiện cấm biển từ 11 giờ và 12 giờ ngày hôm nay. Các đơn vị liên quan cùng các địa phương ven biển ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện. Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm ngừng tiếp thu khai thác tàu bay tại các cảng hàng không nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 3 vào ngày mai, mùng 7 tháng 9. Theo đó, sân bay Nội Bài Hà Nội tạm ngừng khai thác từ 10 giờ đến 19 giờ ngày mai, sân bay Vân Đồn Quảng Ninh tạm ngừng khai thác từ 4 giờ đến 16 giờ, sân bay Cát Bi Hải Phòng ngừng khai thác từ 5 giờ đến 16 giờ và sân bay Thọ Xuân Thanh Hóa từ 12 giờ đến 22 giờ ngày mai. Ước tính sơ bộ sẽ có khoảng 310 chuyến bay nội địa và quốc tế sẽ bị ảnh hưởng. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không chủ động thông báo cho hành khách thông tin để có kế hoạch đi lại phù hợp, đồng thời sẽ xem xét cấp phép bay bổ sung cho các hãng hàng không từ ngày 8 tháng 9 để đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách sau bão. 100% nhân lực ngành thoát nước được huy động để chống ngập úng, thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội. Theo đó, để chủ động ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ chiều qua, công ty đã huy động 100% nhân lực, máy móc, thiết bị cơ giới, tổ chức ứng trực 24 trên 24 giờ để chống ngập úng cho thủ đô. Đơn vị sẽ thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động hạ mực nước đệm trên hệ thống sông, hồ điều hòa, vận hành các cửa phai, trạm bơm đúng quy định, triển khai tua rác tại các cửa thu nước, kịp thời phát hiện và khắc phục các sự cố phát sinh. Các cơ sở y tế tại khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ cần sẵn sàng thu dung, cấp cứu nạn nhân do mưa lũ, đây là yêu cầu của Bộ Y tế. Đồng thời các cơ quan, cơ sở cần đảm bảo cung ứng đủ thuốc, chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư để phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động bảo vệ các cơ sở y tế, tổ chức vệ sinh môi trường, đảm bảo khám chữa bệnh cho nhân dân sau lũ, báo cáo thiệt hại và đề xuất hỗ trợ để Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định.